chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là tiểu sư phụ ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dự án kết hợp giữa NFT và metaverse dự án có tên là ta NFT.com đây là trang chủ của nó nhé các bạn có thể truy cập vào trang chủ để tham khảo thêm thông tin uh, chi tiết về cái dự án này ở đây thì uh, nó sẽ kết hợp giữa uh, cái việc là triển lãm những cái sản phẩm NFT và kết hợp với công nghệ metaverse để giúp uh, người À, người dùng có thể uh, truy cập vào và uh, tham quan cũng như là tương tác mua bán uh, những cái sản phẩm NFT Thì các bạn có thể xem cái demo của nó nhé Đây này Ví dụ các bạn vào một cái không gian như thế này nó, nó trưng bày những cái sản phẩm uh, NFT Và các bạn có thể tham, tham quan như một thế giới thực luôn nhé Và nếu như các bạn thích sản phẩm nào thì các bạn có thể ấn vào phần Pay này Thì các bạn có thể mua luôn được Đấy Ok Thì uh, cái dự án này nó sẽ dự kiến là nó sẽ được bán IDO ở trên hai nền tảng là Pinsale và Unicrypto đây là hai cái nền tảng khá là nổi tiếng và các dự án bán IDO ở trên hai cái nền tảng này có tỷ lệ lợi nhuận khá là cao nhé có thể là x2 x5 x10 hoặc thậm chí là x50 lần tài khoản nhé các bạn Ok để có thể tham gia vào chương trình whitelist sale ấy thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách để có thể làm nhiệm vụ và đăng ký whitelist À, cái dự án này để chúng ta có thể có cơ hội được mua trước à, free sale cái đồng token của nó và cơ hội của chúng ta có thể là x2, x5 hoặc thậm chí là x10 nhé các bạn. Và các bạn có thể thấy là thông tin thì nó nằm ở đây này, nó sẽ được bán à, ở trên hai nền tảng là sale và UniCrypto và giá whitelist là một à, token của nó ký hiệu là TTI này. Đấy, một TTI nó sẽ có giá là 0.05 BUSD Các bạn sẽ phải dùng đồng BUSD để có thể mua nhé Đấy đấy Thì uh, chúng ta sẽ làm những nhiệm vụ để có thể có cơ hội uh, được uh, trúng vào uh, Wireless IDO Thì nhiệm vụ rất là đơn giản thôi Và cũng uh, cái số lượng nó sẽ có giới hạn nhé Chỉ có 700 uh, Winner đấy Trong đấy thì uh, sẽ có 500 Winner được random Và 200 Winner sẽ nằm trong top những người giới thiệu và được đạt được số điểm entry lớn nhất thì các bạn sẽ có được cái suất mua uh, IDO của cái dự án này Ok, thì để có thể làm nhiệm vụ thì chúng ta sẽ đa, uh, truy cập vào cái trang glam.io của nó Đây là cái trang uh, chuyên về làm cái nhiệm vụ Airdrop hoặc là những cái nhiệm vụ uh, đăng ký uh, IDO whitelist nhé Đấy, thì chúng ta sẽ uh, đăng nhập vào, sau đấy các bạn sẽ làm cái nhiệm vụ này Ở đây thì mình sẽ ví dụ cho các bạn nhé Ở đây thì... Uh, mình sẽ phải follow cái trang tweet này. Đấy các bạn truy cập vào, các bạn nhấn follow trang Twitter của nó. Ok. Sau đấy thì các bạn uh, ấn continue để tiếp tục này. Tiếp theo là các bạn retweet cái bài viết của nó ở trên uh, Twitter nhé Đây chúng ta sẽ retweet bài viết này. Các bạn nhấn vào nút retweet này. Sau đấy thì các bạn quay trở lại và các bạn nhấn continue. Tiếp theo này, subscribe uh, group của nó, tức là join vào cái group của nó. Các bạn mở cái uh, cái uh, group Tele lên. Đấy sau đấy các bạn join vào. Sau khi các bạn join vào thì các bạn quay trở về và các bạn điền username của các bạn vào đây. Đấy các bạn nhấn continue. Ok tiếp theo các bạn uh, nhấn vào Subscribe uh, channel Tia NFT này này Các bạn truy cập vào cái channel của nó Đây Hiện tại thì cũng có 18.000 subscribe rồi nha các bạn Đấy các bạn truy cập vào channel Sau đấy thì các bạn uh, quay trở lại với Cái cái trang Glam Thì các bạn điền thông tin username Đấy các bạn nhấn continue Sau đấy thì uh, Cái bước tiếp theo này Rapper Friends For extra entry ấy, tức là các bạn giới thiệu càng nhiều bạn bè thì các bạn sẽ uh, có cơ hội càng nhiều để mua IDO của nó nhé. Tiếp theo này, do bếp 20 Wallet Address thì cái này các bạn điền địa chỉ ví của bạn vào nhé. Đây này, các bạn copy cái địa chỉ ví uh, MetaMask sử dụng mạng Binance Smart Chain các bạn, các bạn uh, Continue này. Tiếp theo này chúng ta sẽ connect Wallet to confirm uh, Wallet Address ấy thì các bạn sẽ phải connect đây chúng ta sẽ ấn vào nút confirm này đấy các bạn kết nối với cái địa chỉ ví của các bạn đấy các bạn nhấn vào Z Lock me in đấy các bạn nhấn ký vào để xác nhận là chúng ta không mất phí đâu để xác nhận là chúng ta đã à, hoàn thành các cái tác đây này Đây, chúng ta sẽ mất một ít phí nha các bạn. Ok, sau khi các bạn đã kết nối với cái địa chỉ ví của bạn ấy, thì các bạn sẽ cần phải nhấn vào nút đăng ký này và các bạn sẽ mất một ít phí BNB nhé, tầm 0.5 cho đến 1 đô gì đấy thôi, rất là ít thôi. Và ngược lại thì các bạn sẽ nhận được là 7 cái đồng token TTI vào ví của các bạn. Đấy các bạn nhấn vào đây, chúng ta uh, confirm nhá, xác nhận nhé Và chúng ta chờ cho nó cái lệnh của nó confirm ở trên uh, transaction trên blockchain ấy là chúng ta sẽ thành công. Ok, thì nó đã hiển thị là bạn đã đăng ký này. Uh, chờ kết quả của nhóm này thì các bạn roi uh, vào cái nhóm này luôn nhá. Đây là cái nhóm uh, tele thì đây, khi mà uh, nó có cái thông báo những cái người mà trúng thưởng uh, của cái chương trình IDO wireless ấy thì nó sẽ thông báo ở trên uh, uh, kênh uh, Telegram cũng như là kênh Twitter. Đấy sau khi các bạn confirm ở bên page rồi các bạn nhấn continue ở đây. Đấy và chúng ta đã hoàn thành xong và nhiệm vụ cuối cùng là giới thiệu thêm bạn bè cũng như là những người đăng ký sử dụng khác để có thể nhận được thêm token TTI này nhá. Đấy thì uh, thế thôi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi và uh, những người may mắn thì sẽ có cơ hội để mua thì các bạn có thể uh, tham gia và uh, Biết đâu chúng ta hên hên các bạn x5, x10 thì các bạn sẽ lại được một cái uh, một cái khoản tiền. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiền Sư Phụ nhé. những gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video. Mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Chúc cho bạn uh, kiếm được thật nhiều coi và kiếm được thật nhiều tiền. Nhớ nhé, nhấn đăng ký, nhấn quả chuông để luôn được update những video mới nhất đến từ channel của mình. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.